niệu. Cái tiết niệu ấy thì trong đó thận ấy là một phần quan trọng nhất, đó là cái máy lọc thải hóa chất. Thứ nhất là thế này, vận hành và quản lý cân bằng nước trong cơ thể. Đấy, nó giữ tới 98% nước trong cơ thể. Cái thứ hai là thải loại các chất độc hại cho nó hợp chất nitrogen. Thứ ba là quản lý thành phần chất muối và các tần phát trong máu. Cuối cùng là duy trì cân bằng nồng độ axit kiềm trong dịch thể cơ thể. Đấy, thế tức là bốn cái cân bằng rất quan trọng. Thế đây là cấu trúc này. Chỉ có bốn bộ phận thôi. Đây là hai quả thận. Cái quả thận bên trái này thì cao hơn là cái thận này này. Để xong thì tức là có hai cái niệu quản, tức là nước tiểu ở cái thận này có lọc máu xong thì tất cả các cái chất cặn bã đi cùng nước tiểu qua cái niệu quản. Hai cái niệu quản này là chỉ khoảng 400-500 mm thôi, nhưng mà đây là qua bằng quang và cuối cùng là qua niệu đạo. Đấy, ta chỉ có bốn cơ quan: thận, niệu quản, bàng quang, niệu quản. Trong đó cái này là quan trọng nhất, thận. Thế ta đi vào cái thận này. Đấy, thận tức là lọc máu này, thải cặn bã trong nước tiểu đưa xuống ống dẫn. Cái ống dẫn này gồm ba cái: niệu quản, bàng quang và niệu đạo. Hai quả thận này là dài 10-12 cm, nặng 170 g, nằm dưới gan, hơi thấp so với thận trái, dưới lách. Đấy là cái thận phải đấy. Cái máu từ động mạch chủ vào trong thận, phân nhỏ tận cùng và chùm mô mạch cùng thận. Đấy, cái cụ chùm đó gọi là lớn trong mạch. Đây, quả thận xem. Đây này. Đây là cái thận này này. Cái động mạch máu vào đây này. Sau đó đi qua các cái cơ quan này là cầu thận này. Đấy, đấy cầu thận này. Còn đây là vỏ thận này. Thế nhưng mà cuối cùng ấy, các cái chỗ đầu cầu thận này này, nó gọi là cái đơn vị nephron. Cái nephron là nó gồm thế này này. Có một cái bộ phận, tức là để máu vào, xong mới phải đi qua một cái đường xoắn này rất là dài. Qua đây thì tất là các cái lông ở trên chung quanh cái ống này ấy, nó hút tất cả các cái chất bẩn. Thế, thế thì cuối cùng là ra, thế là được trở lại thành máu sạch. Đấy, máu sạch là đi vào đây. Thế cái đơn vị này rất quan trọng này, gọi là nephron, là một đơn vị. Thế một cái thận này có tới 1 triệu nephron. Thế nó suy giảm với tuổi như thế này này. Lúc đầu 1 triệu nhá, xong rồi đấy, thế dần dần đến 50 tuổi chúng ta thấy chỉ còn có 1/4 thôi. Đấy, mà đến 90 tuổi chỉ còn có 2%. Đấy, cái số tuổi mà trên thế giới đến 90 tuổi cũng lúc là chỉ còn 2% dân số thế giới thôi. Thế để thấy cái thận nó liên quan tới cái tuổi tác chết là như thế nào. Đây, mỗi ngày thận nó thải 1 lít rưỡi nước tiểu. Mà nó lọc từng này nước máu này. Cái số này tôi lấy một trong một tài liệu, nhưng mà có tài liệu nói tới 1.700 lít cơ. Thế và 170 lít dịch. Thế một ngày nó làm việc như thế, giữ lại cơ thể 89% nước. Cho nên nó quản lý nước rất quan trọng. Cái thành phần nước tiểu là có ure này, acid amin này, axit tố màu vàng. Thế chính nó có cái acid amin này này. Cho nên là ngày xưa ông bà mình ấy là
để chữa bệnh là người ta uống nước tiểu. Thế mà nhà khoa học ở Nhật cũng là khuyên chữa bệnh bằng là cái nước tiểu này, vì trong cái nước tiểu nó còn nhiều cái chất rất là nhỏ mà quý báu như là axit amin này. Cái bệnh của thận thì sỏi thận thì hút này, thế và nó gây nhiều huyết áp cao này. Thế tất nhiên là còn nhiều cái bệnh khác như là viêm thận, cầu thận các thứ. Thì riêng cầu thận là rất nặng và cuối cùng là suy thận. Con nhộng quả lá cái ống dẫn ấy từ thận xuống bằng quang, thế nó dài từ 25-3 cm tất cả đây này xuống cái này đây bằng quang. Cái nước tiểu chảy xuống nhờ trọng lực mà chủ yếu nhờ các sóng lưu động của thành nhộng quản, mỗi phút chỉ có vài lần thôi. Đấy. Thế nếu mà thận mà có sỏi thì khi sỏi nó đi xuống cái này này, thì nếu mà sỏi to thì tức là nó làm cho người ta đau đớn, đấy gọi là đau cuộn thận. Cái niệu quản thì có thể viêm, nhiễm trùng và khi đó là đáy rắt đấy. Thế cái bàng quang cũng là một cái cơ quan quan trọng, đấy, tức là nước tiểu và mà thận sinh ra ấy, thì tức là nó được dự trữ ở dưới cái túi giống này. Đấy, người lớn nó có thể chứa được 500cc nước tiểu. Thì nước tiểu đi vào cái bàng quang thì nó có một cái ở đầu nước, cái chỗ bắt đầu và bắt đầu cuối của cái tiểu quản ấy, đi vào đấy thì nó hơi đi ngược lên một tí và có cái van để cho cái nước tiểu của bàng quang không chảy ngược lại lên thận. Thế có những người mà bị vấn đề ở bàng quang ấy, nó chảy ngược lên về sau lại viêm thận ấy, là chữa rất lâu. Dưới bàng quang có cổ mở ra để nước tiểu đi ra ngoài. Thế nó có hai một cái cơ trong là tự động mở và đóng, còn cơ ngoài là thắt để chịu sự kiểm soát tự động. Cái này cơ ngoài là rất quan trọng. Thế khi bàng quang vừa dày 400cm thì nó làm căng cái vách bàng quang này, thế mà tín hiệu được chuyển đến tủy sống gây phản xạ tín hiệu. Thế ở trẻ em mà cơ quan này yếu sẽ đáy dầm, của người lớn mà khiếm khuyết gây tiểu không tự chủ đáy rắt quý đái. Đây cái bàng quang này, đây bàng quang nam, đây bàng quang nữ đây. Thế cái khác nhau giữa cái này là chỉ ở chỗ này này, cái niệu đạo gọi là cơ quan ống dẫn cuối cùng ấy thì của nam giới dài hơn, thế còn nữ giới thì tức là nó chỉ có 4 phân thôi. Thế cho nên là nữ giới chỗ này ngắn vào đây lại là cái chỗ này là tử cung đấy. Đấy, thế thì tức là người phụ nữ hay bị viêm tử cung, nhiễm trùng tử cung nếu không giữ gìn vệ sinh ở chỗ này. Thế còn cái ống cuối cùng là niệu đạo. Đấy, phụ nữ có 4cm thôi, ngay gần ống đạo, nhiễm trùng. Đấy. Nhất là phụ nữ mà ở thời kỳ mãn kinh, thế là thời kỳ có thai cũng thế, là cái này nó bị xẹ xuống, nước tiểu hay chảy ngoài ý muốn. Thế còn là nam, từ 50 tuổi trở lên, thì là cái tiền tuyến này nó bao quanh niệu đạo, có ảnh hưởng đến quá trình đi tiểu. Cái niệu đạo này là cái cơ quan để nước tiểu, mà đồng thời nó lại còn là cái cơ quan dẫn tinh để cho những người nam giới ấy tinh vào trong người phụ nữ. Đấy, các bệnh thuộc hệ tiết niệu, trước khi mà chúng ta nghiên cứu các cái bệnh như này, ta phải nhìn đến cơ chế của cái chỗ này. Đấy. Cái cơ chế của tiểu đây này. Đấy, khi bàng quang đầy ấy, và cái người mà cái bàng quang lành mạnh thì tức là cái này nó đã đồi này. Đấy. Cho nước tiểu xuống cái thì chỗ này nó đã có khả năng giãn ra. Đấy. Thế mà đồng thời cái cơ, tất cả hai cơ này nó khỏe, nó đóng lại. Thế tức là có thể giữ 400, tùy lúc nào mình muốn đi cũng được. Đấy.
mà khi mà cái chỗ này nó đồng thời là tiền liệt tuyến đây này, đấy tiền liệt tuyến nó bao quanh cái niệm đạo này, đấy thế khi mà đây quá trình nước tiểu cống ra ngoài đấy, tức là đang đầy như thế thì tức là lúc đó với cái phản xạ thì tức là cái cơ tháo đài này nó co lại, đồng thời cái cơ thắt trong này mở ra, thế và cái cơ thắt ngoài cũng mở ra thì là nước tiểu nó xuống. Thế nhưng mà cái người mà già yếu hay có bệnh thì tức là cái này nó không đàn hồi, cho nên chưa đầy thì tức là cái này đã có cái cảm giác là muốn, nó không giãn được, cho nên cái này nó tức, nó gây ra cái phản xạ. Hai là các van này không chặt, thế cho nên là bắt đầu là bị các cái bệnh về đường tiểu. Đây là chưa nói cái tiền liệt tuyến ở đây từ 50 tuổi trở lên nó to lên là nó ép lại làm cho cái niệu đạo này đi khó khăn, đừng nó bé ra. Thế còn trong cái nước tiểu đi ra nó còn liên quan đến thần kinh là thế này. Đây là bằng quang này, đây là hai cái niệu quản này. Thế thì như trên nói là thận đấy là quản lý nước tới 99%. Cái nó quản lý nhờ cái ở đây này là cái thần kinh TK11 này này, là nó nhận được tín hiệu của tuyến yên, tuyến giáp. Thế nó mới phóng vào cái tuyến thượng thận này. Thế để yêu cầu tức là giữ chậm nước tiểu lại. Cho nên là người già là cái này cũng yếu. Đấy, tức là cái khả năng quản lý nước tiểu nó bị hạn chế. Cái thứ hai là cái L2, L3, L4 ở cái khu cột sống lưng này này. Đấy, là nó kiểm soát cơ thắt ngoài này. Đấy, cho nên là đấy, khi mà người ta đã bắt đầu đi đái nhiều, nó quen đi rồi, cứ đến cái mức đó chưa đầy thì tức là nó đã kích thích cái này, dây này, nó làm cho cái này mở sớm, thế là đi đái. Đấy là gây ra cái không tự chủ, hoặc là đái dắt, hoặc là đái xót. Thế các dây, đây là dây thần kinh chủ động đấy, thế còn đây là dây còn rất bị động. Hai cái này nó luôn nó đối phó với nhau. Đấy, cái này là nó làm co cái bàng quang lại, bên này thì là giãn, bên này là co.